18. Vua Đại Quang, Phó Thác thứ 8, Nan Đắc Hạnh Bấy giờ thiện tài đồng tử, một lòng tránh niệm, pháp môn huyễn trí của vị vua đó đắc được, suy ngẫm giải thoát như huyễn của vị vua đó, quan sát pháp tánh như huyễn của vị vua đó, phát nguyện như huyễn, tịnh pháp như huyễn, khắp nơi ba đời tất cả như huyễn, khởi đủ thứ sự biến hóa như huyễn, suy ngẫm như vậy, từ từ đi du hành, hoặc đến nhân gian hoặc thôn xóm hoặc đi qua hoang dã hang hố hiểm nạn không có mệt mỏi giải đãi chưa từng ngừng nghỉ sau đó mới đến đại thành diệu quang bèn hỏi mọi người rằng Đại thành Diệu Quang ở đâu? Mọi người đáp rằng đây là thành Diệu Quang là chỗ ở của vua Đại Quang. Bấy giờ thiện tài đồng tử hoan hỉ vui mừng nghĩ như vậy. Thiện tri thức của tôi ở trong thành này, nay tôi chắc sẽ gặp được ngài, được nghe hạnh của các Bồ Tát tu hành, được nghe môn suất yếu của Bồ Tát, được nghe pháp của các Bồ Tát chứng, được nghe công đức không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát, được nghe sự tự tại không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát. Tát được nghe sự bình đẳng không thả nghĩ bàn của các Bồ Tát được nghe sự dũng mãnh không thả nghĩ bàn của các Bồ Tát được nghe cảnh giới không thả nghĩ bàn của các Bồ Tát rộng lớn thanh tịnh nghĩ như vậy rồi đi vào thành diệu quang thấy đại thành đó làm bằng vàng bạc lưu ly li, pha lê chân châu sa cử, mã não bảy báu hào sâu bằng bảy báu bảy lớp bao quanh nước có tám thứ công đức đẩy rẫy trong đó đáy ao dài cát vàng hoa yêu bát la hoa ba đầu ma hoa câu vật đầu hoa phân đà lợi đẩy khắp trong ao cây báu đa la bảy lớp thẳng hàng bảy lớp kim cang dùng làm tường rào bao bọc chung quanh đó là tường rào kim cang sư tử quang minh tường rào kim cang vô năng siêu thắng tường rào kim cang không thể trở hoại tường rào kim cang không thể hủy khuyết tường rào kim cang kiên cố vô ngại tường rào kim cang thắng rượu võng tạng tường rào kim cang ly trần thanh tịnh đều dùng vô số báu mani đẹp xen lẫn trang nghiêm đủ thứ các báu làm các tường thấp